lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 3 ngày 13 tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi dễ phát tài trong ngày thứ 3 này có thể là người tuổi Dần, tuổi Mão và tuổi Tý. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 13 tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, hình hại vô lễ xuất hiện lúc này cho thấy người tuổi Tý dễ làm người lớn tuổi phật ý, cho dù không phải mục đích của bạn. Dù có phải là lỗi của mình gây ra hay không thì bạn cũng nên nhún nhường một chút. Nhờ tinh thần mà hôm nay người tuổi Tý trở thành một người biết lắng nghe, biết thấu hiểu, thế nên ngày hôm nay bạn dễ khiến cho mọi người, đặc biệt là một nửa cảm thấy dễ chịu vì được tôn trọng, được yêu thương và được lắng nghe. Hãy đến với mọi người bằng tất cả sự chân thành của mình. Ngũ hành tương sinh dự báo đời sống tình cảm của bạn sẽ có những biến chuyển tích cực, đem đến cho bạn những phút giây lãng mạn ngọt ngào. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, công việc thuận lợi, đạt được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, thông minh, tinh tế, có khả năng gắn kết mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, có cơ hội thăng tiến, hãy mạnh dạn nắm bắt. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, cần quyết đoán hơn, cho nên chần chừ, do dự. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, vợ chồng mâu thuẫn nên nói rõ mọi chuyện với nhau. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, xanh da trời, trắng, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, nhờ có thiên ấn nâng đỡ nên những người tuổi Sửu đang làm trong lĩnh vực luật sư, y học có cơ hội phát huy năng lực của mình. Không chỉ nâng cấp uy tín mà thậm chí quyền lực của bạn cũng sẽ được nhân rộng. Ngũ hành xung khắc cho thấy tuổi Sửu dễ phạm lỗi trong ngày này. Không dễ dàng để bạn có thể thừa nhận sai lầm của mình, nhất là khi con người của chúng ta đều có sự kiêu ngạo. Tuy nhiên, hôm nay bạn nên thẳng thắn đối diện với những khuyết điểm của mình. Bạn có thể giỏi trong việc này nhưng có thể yếu kém trong việc khác vì chẳng ai hoàn hảo cả. Hãy hiểu rằng việc thừa nhận thất bại giúp bạn sẽ trở thành hơn, giúp cho bạn có hướng đi mới trong đời sống và được mọi người thấu hiểu như là một con người chính trực và thẳng thắn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, nhanh chóng đưa ra cách giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, đừng dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ, Tý, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần, xem lịch ngày tốt, cảm hội mà lại sự hòa hợp trong các quyết định đối với người tuổi Dần. Đây là lúc liên quan đến các quyết định lớn như mua xe, mua nhà hay kết hôn. Vì thế nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra những lựa chọn, bởi như thế bạn sẽ không phải hối tiếc. Hôm nay, nhờ có chính tài mà các vấn đề về tiền bạc không còn gây sức ép lên con giáp tuổi Dần một chút nào nữa, cuộc sống của bạn sẽ dễ thở hơn, khi không phải loay hoay để xử lý chuyện tiền nong như suốt thời gian vừa qua. Mộc khí vượng khuyên bạn trở nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi, thay đổi góc độ quan sát vấn đề sẽ giúp bạn tìm ra hướng giải quyết công việc đơn giản hơn. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bình Dần, Hỏa, có cơ hội nhận được thưởng nóng. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, đóng góp được cấp trên ghi nhận và ghen thưởng. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, có cơ hội mở rộng kinh doanh, tăng thêm thu nhập. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, nên có kế hoạch thực hiện công việc sao cho phù hợp hơn. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, trắng, quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, thiên tài xuất hiện là tín hiệu tốt để con giáp tuổi Mão cải thiện thu nhập hiện tại, nhờ có người giúp đỡ mà bạn có cách để gia tăng tài chính của mình trong thời gian ngắn. Mộc khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh trong ngày hôm nay, do đó ai đang nhạy cảm, cơ thể yếu thì không nên tham gia vào các hoạt động ngoài trời quá nhiều, lối sống năng động không phù hợp với bạn trong khoảng thời gian này.
Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày mùng 2 âm lịch, nhân thân ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc và mắt cá ngoài chân, nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái căng thẳng. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, không nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, hãy lắng nghe ý kiến của các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, giữ khoảng cách với kẻ xấu có ý đồ tiếp cận mình. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh chuối, quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Mão Thìn tương hại cho thấy sự dũng cảm và nghiêm khắc là vô cùng cần thiết đối với người tuổi Thìn trong ngày hôm nay. Một tình huống nào đó mà bạn rơi vào sẽ khiến bạn phải nỗ lực để đối mặt và tìm hướng xoay chuyển thay vì giữ im lặng. Hôm nay là ngày có trình ấn nâng đỡ, rất tốt để người tuổi Thìn cho mọi người thấy tầm quan trọng, sức ảnh hưởng và sự thông minh của bạn thông qua việc thể hiện cách ứng xử, cách giải quyết các vấn đề. Thay vì ngần ngại, bạn hãy tự tin vào mình hơn để có thể làm tốt những việc mà bạn muốn. Ngũ hành xung khắc tác động tiêu cực tới tình hình tài chính của bản mệnh, bạn có xu hướng chi nhiều hơn thu. Hầu hết các khoản mua sắm đều là để cho người khác nên bạn không tiếc tiền, nhưng đến khi xem xét lại thì tài khoản tiết kiệm lại bạn sẽ phải lo lắng hơn nhiều. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, dễ gặp phải trục trặc liên quan tới tiền bạc. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, đừng quá quan tâm tới kẻ tiểu nhân sau lưng bạn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu thận trọng. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, không muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tương nâu, xám, quý nhân phù trợ, Tý, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, sự kiên cường, nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi Tỵ dưới sức ảnh hưởng của chính quan có thể giúp bạn ghi điểm số ấn tượng trong ngày hôm nay. Đừng vì một chút thất bại bé nhỏ mà buông bỏ hay tự ti vào năng lực của mình. Bạn sẽ cần phải có nhiều sự kiên trì hơn đấy. Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy về đôi bên có thể chung sức vượt qua sóng gió. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng chính bắc, phía ngoài nhà bếp, bếp lò và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lùi tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc hay tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo tại nơi này. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, người theo con đường học tập nghiên cứu sẽ đạt được thành tích cao. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, hãy chứng minh năng lực của mình bằng hành động. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, cơ hội xuất hiện, hãy nhanh chóng nắm bắt. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, hãy tìm cách biến thách thức thành cơ hội. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp và thấu hiểu. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, Mão Ngọ tương phá khiến không ít con giáp tuổi Ngọ đánh mất tiền bạc trong ngày hôm nay chỉ vì sự bất cẩn của mình. Hãy cẩn trọng hơn với ví tiền của mình và cũng nên tránh xa những kẻ gian ở xung quanh bạn. Người tuổi Ngọ gặp khó khăn trong việc đáp ứng một thời hạn nào đó đã cận kề ngày hôm nay dưới sự tác động của thiên quan. Ngoài ra, một việc bất ngờ xảy đến khiến cho bạn càng bối rối vì không thể nào linh hoạt đáp ứng đủ cho mọi yếu tố liên quan. Ngũ hành tương sinh mang tới tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình yêu đôi lứa của con giáp tuổi Ngọ. Không những thế, lúc này gia đình sẽ là bến đỗ của bạn sau những phút giây làm việc đầy căng thẳng. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, dễ mất bình tĩnh và gây gổ với người khác. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, làm việc trong bầu không khí căng thẳng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, mất bình tĩnh khi giải quyết những công việc khó khăn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, dễ bỏ dở công việc giữa chừng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, tôn trọng người lớn tuổi hơn trong gia đình. Con số may mắn 9, 2, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tương tím, hồng, quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi,
Nhờ có tam hợp mà ngày hôm nay, đời sống tình cảm của cõi giáp tuổi Mùi có những phút giây lãng mạn, thăng hoa hơn. Khi mọi người đều muốn ở bên, yêu thương và chia sẻ với bạn những cảm xúc ngọt ngào nhất. Thiên ấn giúp cho cõi giáp tuổi Mùi cảm thấy tự tin hơn với sức sáng tạo của mình. Bạn có thể dành hàng giờ cho công việc, thậm chí không cần lời động viên nào cũng có thể hoàn toàn tập trung. Ngũ hành xung khắc khiến cho tiền bạc của bản mệnh có dấu hiệu hao hụt. Nếu có khó khăn về tiền bạc thì bạn nên nhờ người thân tạm thời giúp đỡ và nhớ trả đúng hạn cho họ, chớ nên hứa xù đấy nhé. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim qua mức tự tin cho rằng mình có thể làm được mọi việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa chú ý cách nói năng tránh làm mất lòng mọi người. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ không nên cố chấp với quan điểm của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc có cái nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xám, cà phê, quý nhân phù trợ, Tỵ, Hợi, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi hàng ngày, trong khi đổ nỗ lực quyết tâm của mình vào một công việc nào đó thì kết quả của nó sẽ không được như tuổi Thân mong đợi. Chính tác động của kiếp tài đã khiến cho bạn buồn phiền, lo âu thêm. Hãy hiểu rằng mỗi con đường đi đều cần có sự dày công vun dới, không thể lúc nào có được kết quả ngày ngày 1, ngày 2 được. Mộc Kim xung khắc cho thấy tình cảm có dấu hiệu rạn nứt vì người tuổi Thân thiếu sự quan tâm tới một nửa của mình. Những ai đang độc thân cũng đừng nuôi nhiều hy vọng ở người bạn mới quen, hay biết đâu là điểm dừng. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, khuyên bản mệnh nên làm mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương hay dọn cỏ phá đất. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy nhân duyên nở rộ, nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Bình Thân, Hỏa dễ gợi ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc công việc tiến triển thuận lợi, không gặp phải nhiều sự cố. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Con số may mắn 9, 3, giờ tốt vàng kim bạch kim, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi hôm nay, lục dương xuất hiện cho thấy đây là ngày mà những nỗi lo sẽ khiến cho thần kinh của người tuổi Dậu trở nên căng thẳng, thậm chí xung đột dưới tác động của lục dương. Tuy nhiên trong công việc đây là một ngày tương đối thành công với bạn khi bạn có được sự hỗ trợ và đạt được những thành quả bất ngờ. Người tuổi Dậu có thể thất vọng vì ai đó dưới sức ảnh hưởng của tỷ kiên, còn người ai cũng có mức sai lầm. Quan trọng là thừa nhận chúng và bước qua những sai lầm ấy để làm mới bản thân, để thay đổi mình một cách tích cực hơn. Đây cũng là ngày để bạn quan tâm nhiều hơn đến gia đình mình. Ngũ hành xung khắc dự báo có dấu hiệu không tốt liên quan tới sức khỏe, đã đến lúc bạn cần phải học cách chăm sóc cơ thể đúng cách hơn. Bạn nên sắp xếp lại công việc để được đi ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy nhận được sự khâm phục, tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa có tầm nhìn xa trông rộng, dẫn dắt mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ không nên mù quáng, vội vàng đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc mối quan hệ giữa vợ chồng tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Con số may mắn 5, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tuất, như có lục hợp mà hôm nay còn giáp tuổi Tuất nhận được nhiều sự đồng thuận của mọi người. Nếu chọn ngày này để ra mắt bạn trai bạn gái cũng sẽ rất phù hợp với bạn. Trinh ẩn xuất hiện cho thấy tuổi Tuất lúc này cần chút yên tĩnh để tập trung cho sự nghiệp, vì có thể đây là lúc bạn cần phải tập trung để phát triển sự nghiệp của mình. Nếu có giai đoạn chuẩn bị tốt thì con đường công danh của bạn cũng mới dễ thăng tiến. Thổ mộc xung khắc cho thấy kế hoạch tiền bạc của người tuổi Tuất lúc này có thể đi sai hướng chỉ vì bản mệnh đã quá chủ quan. Dự báo có nhiều vấn đề nảy sinh, bản mệnh chưa suy nghĩ kỹ càng đã đưa ra quyết định, thậm chí là khá liều lĩnh khi không xem xét cẩn thận mà đã đưa tiền vào nơi không đảm bảo. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa qua mức thẳng thắn, dễ làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ chú ý lời ăn tiếng nói nếu không muốn nhận sự phản đối của mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Tuất,
Kim không nên đầu hàng khi mới gặp khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, xám, nâu đỏ, quý nhân phù trợ, Mão, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, tam hợp giúp cho con người tuổi Hợi có mong muốn thay đổi thái độ tích cực hơn về vấn đề liên quan đến tình cảm. Với mong muốn tạo được ấn tượng tốt đẹp trước mặt một ai đó, bạn đang ra sức làm mới diện mạo của mình. Tuy nhiên, sự vô vập, vội vàng cho một mối quan hệ chưa chắc đã là một cách hay dù bạn muốn ghi điểm với đối phương đi chăng nữa. Hôm nay, có thương quan dự báo sẽ là một ngày của những phiền toái khi mọi thứ rắc rối bất ngờ xuất hiện trước mặt con giáp này và khiến cho bạn phải đau đầu. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của mọi người thì có lẽ bạn sẽ không phải gặp quá khó khăn để giải quyết chúng ổn thỏa đâu. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của người tuổi Hợi thời gian này khá lý tưởng. Một số người hàng ngày tập thể dục đều đặn và có được kết quả như kế hoạch đã đề ra. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa dễ có được sự tin tưởng từ một nửa của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ không nên vội vàng bỏ cuộc khi gặp phải khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc hãy suy nghĩ tích cực hơn và tiếp tục cố gắng. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia của mình. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Dần. Đánh giá tử vi thứ 3 ngày 13 tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp, tuổi nào sẽ gặp được nhiều may mắn trong ngày hôm nay, đó có thể là các tuổi Dần hay tuổi Tỵ. Con giáp nào có thể gặp phải rắc rối trong ngày thứ 3 này, đó có thể là con giáp tuổi Thìn hay con giáp tuổi Hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.